mà tham gia cái hoạt động dịch vụ, họ có cung cấp cái sản phẩm của họ ở trên các trang mạng xã hội và họ nhận được tiền từ các trang mạng xã hội, pháp luật đang quy định là nộp 7%, trong đó là 2% thuế thu nhập cá nhân và